Dạ vâng, trời dụng cụ đồ nghề Nhật Bãi xin kính chào tất cả anh em đang theo dõi kênh. Thì hôm nay em tiếp tục lên cái video giao bếp tiếp theo. Do hàng dụng cụ đồ nghề hiện tại em đi bãi cũng không còn nhiều, nên thành thử ra là em còn ít giao bếp, cho nên ráng dọn vệ sinh để mà nên phục vụ các anh em. Rồi, thì trước khi vô phần chi tiết thì em cũng xin nói sơ qua tâm sự một chút thôi. Tức là trong cái clip đồ nghề búa vừa rồi á, em bán giá cũng rất là mềm rồi. Một cây em chỉ lời có tầm khoảng 20 đến 30, 35 ngàn cây thôi. Nhưng mà cái số lượng cái đơn hàng vừa rồi trả về quá nhiều. Dạ, trả về quá nhiều. Nên thành thử ra là đơn đó tính ra là em cũng hơi vất vả. Dạ. Thì trong những cái mã mà anh em đã đặt mà anh em trả về á, thực ra nó có rất nhiều anh em khác đã đặt rồi. Đấy, nhưng mà do là anh em chốt trước nên thành thử ra em vẫn phải để cho anh em. Nhưng mà cuối cùng thì khi nhận đơn hàng thì có rất là nhiều cái lý do để mà không nhận hàng. Dạ, thì em cũng đôi điều em tâm sự vậy thôi, không phải là trách móc gì hết. Nhưng mà bán buôn thì em phải chấp nhận cái chuyện đó. Dạ, như kênh khác á, thì mấy anh em khác, kênh khác á, họ bán là họ bắt anh em phải cọc hàng hoặc là chuyển khoản trước. Dạ, giá cũng rất là cao, nhưng mà họ bao ship đó để mà nó chắc ăn. Nhưng mà ở đây em á, thì em bán ship code cho anh em. Còn anh em, một số anh em thì cũng thích là chuyển khoản luôn thôi. Dạ, thì em nói thứ nhất là em nói xin nhắc lại sơ qua thôi. Dạ, thì anh em cố gắng á, là trước khi mà chốt đơn á, vui lòng á, xem thật kỹ rồi hãy chốt. Còn khi mà đã chốt rồi, anh em cố gắng là đừng có đưa ra nhiều cái lý do để mà không nhận hàng quá. Dạ, thì làm vậy cũng thật sự là tụi em đi buôn bán cũng không có lời bao nhiêu. Cũng thật sự là khi mà dọn được một món đồ, anh em biết là bao nhiêu công sức ở trong đó, vừa đi lấy rồi mất bao nhiêu thời gian, rồi công tranh giành lựa với nhau nữa. Dạ, thì rồi thí dụ như là ngày hôm trước anh em chốt mà không nhận được hàng, không có vấn đề gì cần thay đổi, anh em có thể điện thoại lại, anh không muốn hồi lại món hàng đó. Ok, nếu mà đơn hàng mà đã chưa gửi đi thì em sẽ hủy đơn cho các anh em được. Dạ, còn khi mà gửi đi rồi á thì ok, không có vấn đề gì hết. Nếu mà anh em muốn hủy, anh em không nhận nữa, em vẫn chấp nhận. Dạ, nhưng mà em sẽ, anh em cứ coi đi, nếu mà được thì lấy, còn không thì không lấy cũng không sao. Dạ, chứ không có cứ im rồi nói là hàng không đạt chất lượng rồi như thế nào. Thực ra là em thì nói thật là cứ nói thật lòng với nhau thôi, sống thì cứ nói thật lòng thôi, chứ còn kiểu như là mình không nhận rồi mình nói cái lý do này, mình chê bai hàng như thế này thế kia, thì em thật sự là cũng rất là đau lòng. Dạ thôi, thì em cũng đôi điều em tâm sự với anh em vậy thôi. Dạ, thì em cũng không phải là ý trách móc gì anh em đâu. Dạ rồi, thì đầu tiên nhá, em đi tiếp tục, em đi mã số 1. Dạ, mã số 1 của em ngày hôm nay là một con Nakiri. Vâng, con Nakiri nhá. Khâu nhựa. Ở trên đây thì cái vùng thép của nó giống như nó màu xanh ha. Đây là chữ nè. Dạ. Thì Nakiri này á, lưỡi của nó là 16, chiều dài lưỡi 16, bản 4.8 và dày là 3 ly nha. Dày là 3 ly. Giá em bán là 200 ngàn nha. Giá 200k. Trong đây phần trong đây là nó là 2 ly, nhưng mà nó dài tới đây còn 1 ly nha. Đó, hàng thép thủ công ha. Rồi. Rồi để em test cho anh em coi. Bén ha. Rồi mã số 1 200 nghìn. Tiếp theo là mã số 2 nha. Mã số 2 là một con Sentoku, chiều dài lưỡi 16, bản 4.6 và dài 1.5 ly, thép 3 lớp ốp carbon nha. Thép ốp không rỉ nổi carbon. Rồi. Cán gỗ nha. Cán gỗ. Bén hay nha. Rồi mã số 02 350 nha. Rồi tiếp theo là mã số 03 là một con Sentoku, chiều dài lưỡi 16.5, bản 4.2 và dài 2.5 ly. Con này em bán giá 240 nha. Cái này thì cái vùng cán trong đây nó hơi mục tí xíu nha anh em. Nếu anh em có mua thì anh em lưu ý chỗ này giúp nha. Đổ keo vô hoặc là làm như thế nào để gia cố lại. Còn bình thường như vậy thì nó cũng không có lung lay gì hết. Nhưng mà ý là một số anh em nào sợ quá trình xài mà nước nó vô hay gì á, thì anh em có thể tra thêm keo AB vô ha. Keo AB á, anh em xài rất là vô tư. Rồi, lưỡi này là lưỡi một mặt nha anh em. Nakiri này lưỡi một mặt nha. Đó, lưỡi một mặt, bên một bên ha. Của làng nhau Sakai. Rồi, khâu nhựa nha. Rồi, con này em bán giá 240 nha.
bén ha. Rồi tiếp theo là mã số 04, là một con Sentoku. Chiều dài lưỡi 18, bản 4.4 và dày 1,5 ly, thép 3 lớp. Thép gold ha, lõi không rỉ luôn ha. Của làng dao Sakai. Đó. Cán gỗ 3 chốt ha. Rồi con này bán giá 350 nha. Bén ha. 350. Rồi, tiếp theo là mã số 05 nha. Mã số 05 là một con Sentoku 3 lớp. Lõi carbon ha, ốp không rỉ. Cán gỗ. Rồi. Chiều thông số của nó là chiều dài lưỡi 18.5, bản 4.3 và dày là 2 ly. Rồi. Anh em cứ cố gắng coi và thật kỹ nha. Rồi, mã số 05 350. Rồi, tiếp theo là mã số 06 là một con Masamoto. Masamoto lõi carbon thép ốp không rỉ. Xin lỗi các anh em. Là một con thép không thép 3 lớp nha. Thép 3 lớp chữ rất là đẹp ha. Đó. Thì khâu inox cán gỗ 3 chốt nha. 3 chốt inox. Rồi. Rồi mã số 06 em bán 380.000 nha. Mã số 06. Bén ha. Rồi mã số 06 380. Rồi mã số 07. Một con Sentoku, chiều dài lưỡi 16.5, bản 4 và dày là 2 ly. Chữ đằng sau có chữ khắc thủ công ha. Chữ này thì của cái hãng gì đó em cũng nhìn nó quen lắm nhưng mà em cũng không quên tên. Trên chữ Nhật thì nhiều khi nó cứ lằng hoằng nó giống nhau á, em không nhớ nổi. Dạ. Trên đây thì nó hơi có màu tối xíu ha. Dạ, như thế này. Rồi con này em bán giá 330 nha, mã số 07. Bén ha. Tiếp theo là mã số 08 là một con Sentoku 2 lưỡi. Tức là 2 lưỡi, cái lưỡi của nó, cái cây này khá dày ha. Chiều dài lưỡi 16.5, bản 4.3 và dài 2,5 ly. Lưỡi của nó này anh em nhìn là nó vát hai bên ha. Nhớ như kiểu lưỡi đề ba nhưng mà nó làm cả hai bên. Đó, làm cả hai bên này. Cây này thì khá dày. Chiều dài nó khá dày ha. Trên đây còn tem này. Cái này hai chốt đồng ha. Bên đây có chữ Nhật nhỏ nhỏ này. Rồi. Bén ha. Rồi, số 8 350 nha, số 8 350. Tiếp theo là mã số 9 nha. Mã số 9 là một cây 3 lớp. Chiều dài lưỡi 16, bản 4.3 và dày 1,5 ly, cán gỗ, hai chốt đồng. Đằng sau có khắc chữ Nhật ha. Đằng trước cũng có luôn. Rồi, giá 300.000 nha. Bén ha. Rồi, mã số 9 300. Tiếp theo là mã số 10 là một cây cai nha. Cây cai. Cai ha. Đó, Make in Japan cai. Rồi, cây này thì cán nhựa nha, Sentoku. Sentoku chiều dài lưỡi 17, bản 4.3 và dài 1,5 ly. À. Cán nhựa nha. Cán nhựa. À, giá 170.000 nha anh em, giá 170.000 nha, cái cai. Mã số 10 ha. Tiếp theo là mã số 11 nha. Mã số 11 là một cây Sentoku, chiều dài lưỡi 16.5, bản 4.3 và dài 2 ly. Đó, dài 2 ly. Cây này em bán giá 350 nha, khâu inox và chốt cán gỗ và khâu inox nha. Đó, chữ ha. Rồi bén ha. Tiếp theo là mã số 12 là một cây Sentoku. Cái chữ này chữ rèn tay này nhưng mà em nghĩ nó không phải ha. Cán nhựa nha, cán nhựa thép 3 lớp. Chiều dài lưỡi 16.5, bản 4.9 và dày 1,5 ly. Em bán giá 250.000. Đó, bán giá 250.000 ha, chữ ha.
bén ha. Tiếp theo là mã số 13, 300k nha. Chiều dài lưỡi 18 bản 4.2 và dài 2,5 ly và dài 2 ly ha, của hãng Prieto M11 Pro ha. Anh em có thể tra cái mã của cái này cũng ra được này. Rồi, cây này là thép đúc nguyên khối nha. Thép đúc nguyên khối. Rồi, thép không rỉ ha. Rồi, mã số 13 bán giá 300 nha. Trên đây có chữ Make in Japan ha. Rồi, tiếp theo là một cây Santoku cán gỗ thép 3 lớp ha, của hãng Sakai, của làng dao Sakai. Rồi, chiều dài lưỡi 5.5 bản 3.8 và dài 2,3 ly. Mã số 14 ha. Em bán giá 300.000. Mã số 14. Cán gỗ ha. Bén ha. Rồi, tiếp theo, mã số 15 là một con Nagiri. Con Nagiri này thì cái cán của nó hơi bị lỏng đây ha. Anh em về chắc phải tra thêm keo. Nó hơi bị lỏng nha. Rồi. Thép rèn thủ công nha. Rèn thủ công. Rồi, chiều dài lưỡi là 16.5, bản 5.2 và dày 3 ly. Dày 3 ly, trong đây ra tới đây còn 1 ly nha. Đó. Mặt chữ thì mặt này. Rồi, con này em bán giá 260.000 nha. Cán nhựa nha anh em. Rồi, mã số 15, 260. Tiếp theo là mã số 17. Ở 16 nha. 16 là một con Nagiri. Chiều dài lưỡi 17, bản 4.5 và dài 3 ly. Con này thì cái phần vùng gần cán em chưa có vệ sinh. Đó, nếu mà dài cho anh em thì em sẽ vệ sinh chỗ này luôn nha. Có logo con mèo phía sau mà em không biết là của hãng gì. Chữ nhật trên đây ha. Trên đây thì nó hơi rỉ, hơi rỗ trên đây xíu ha. Rồi. Rồi, để em test cho anh em coi. Con này em bán giá 220 nha. Con này em bán giá 220. Rồi, bén ha. Rồi, tiếp theo là mã số 17 là một con Nagiri. Chiều dài lưỡi 16 bản 4.7 và dài 2,5 ly. Giá của nó là 320.000, thép 3 lớp nha. Thép rèn thủ công. Trong đây dày 3 lớp 2,5 ly, hơn 2,5 ly ra tới đây mỏng dần còn 1 ly ha. Trên đây có logo Hoa Thị này, chữ Nhật này. Rồi. 3 lớp nha anh em. Rồi, mã số 17 em bán giá 320 nha. Rồi, bén ha. Tiếp theo là mã số 18. 18 là một con Nagiri thép 3 lớp ha. Của cái hãng này một số anh em có thể chơi dao hoài có thể biết hãng này ha. Em thì em không tra được. Rồi, thép 3 lớp ha. Chiều dài lưỡi 16 bản 4.4 và dài 1,5 ly. Con này em bán giá 350 nha. Cán gỗ 2 chốt. 3 chốt nha anh em. Nhìn còn rất đẹp ha. Bén ha. Rồi. Tiếp theo là mã số 19 là một con Nagiri thép 3 lớp. Chữ ở trên đây nó còn mờ mờ thôi nè. Đó, chữ mờ mờ thôi. Khâu inox khâu này nó hơi móp móp xíu ha. Móp đến xíu chỗ này ha. Rồi, chiều dài lưỡi 16.5 bản 5.1 và dày 3 ly. Dày 3 ly. Cán gỗ ha. Thép 3 lớp. Rồi, con này giá của nó là 350 nha anh em. Mã số 19. Rồi, tiếp theo là mã số 20 nha. Mã số 20 là một con Nagiri. Chiều dài lưỡi 17 bản 5 và dày là 2 ly. Chữ ha. Khâu này, cái cán này của nó thì nó hơi bị mục nha anh em. Cán này nè, nó hơi bị mục cho nên nếu anh em nào cần thiết có thể thay hoặc là về chịu khó vệ sinh hoặc là gì bảo đứng ngâm nước là được này. Ngâm nước thì nó sẽ nhanh hư ha. Hoặc là một số anh em về có thể anh em nào thích có thể thay cán cũng được ha. Rồi, giá 260.000. 260.000.
bén ha. Rồi 260 mã số 20. Tiếp theo là mã số 21 là một con Nakiri của Saki. Chiều dài lưới 16 bản 4.2 và dày 1,8 ly gần 2 ly ha. Thép 3 lớp. Đó, khâu inox ha, cán nhựa, cán gỗ ha. Rồi. Lưỡi thì nó anh em xài ba cái lưỡi carbon á thì lúc nào cái lưỡi này nó cũng hơi đen 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 lại ha. Sau khi mình xài á thì cái vùng lưỡi này nó sẽ tối đi ha. Chuyện đó bình thường. Đó, nhưng mà nó không vùng trên đây thì rất khó bị rỉ ha. Rồi. Giá của nó là 280 nha anh em, mã số 21. Tiếp theo là mã số 22 là một con sashimi. Sashimi của Sakai, chiều dài lưỡi 19.5 bản 2.8 và dày 3,2 ly. Giá 290.000. Giá 290.000 ha. Cán nhựa ha. Rồi, mã số 22 giá 290.000 ha. Rồi, mã số 23 là một con sashimi. Trên đây vẫn còn tem ha. Đó, trên đây vẫn còn tem. Rồi. Chiều dài lưỡi của nó là 20. Bản của nó là 2.7 và nó dày là 3,2 ly ha. Con này khá dày. Con này khá dày ha. Rồi. Trên đây này chữ ha. Con này khá dày. Trên đây vẫn còn tem lạnh hoi ha. Cán nhựa. Rồi, giá 320.000 nha. Rồi, tiếp theo là mã số 24. Là một con sashimi, chiều dài lưỡi 21.5 bản 3 và dày là 3,2 ly. Giá 320 nha. Giá 320. Chữ nhật LM ha. Rồi, mã số 24, 320. Bén ha. Mã số 24, 320 nha anh em. Rồi, tiếp theo là mã số 25. Là một con sashimi, chiều dài lưỡi 20 bản 2.8 và dày là 3 ly, dày 4 ly ha. Con này khá dày. Con này em sửa giá thành 300 thôi. Tại vì biết sao không? Cái cán này của nó này anh em này, nó bị trong đây nè, các phần trong đây nó yếu rồi ha. Cho nên nếu mà về chắc anh em cũng phải để xài cũng được, nhưng mà em nghĩ là chắc phải chan lại cán. Đó, khâu của nó còn ha, anh em có thể làm một cái cán cho nó lại ha. Rồi. Cây này em bán giá 300.000 nha. Chữ ha nha. Chiều dài lưới 20 bản 2.8 và dày là 4 ly nha. Rồi. Mã số 25 300. Rồi mã số 26 là một con đề ba mini. Chiều dài lưới 11.5 bản 3.8 và dày 4,5 ly. Giá 230.000, thép không rỉ ha. Rồi, bén ha. Giá 230.000 nha. Tiếp theo là một con nó giống dạng đề ba ha, lưới một mặt. Khá dày, chữ của nó có nhưng mà em đã vệ sinh nó bay rồi. Cán gỗ. Rồi, chiều dài lưới 14.5 bản 4.2 và dày 2,7 ly. Rồi, trên đây thì vùng trên đây nó hơi rỉ tối xíu ha. Rồi, thép thì rất là cứng. Rồi, bẻ nha. Rồi, giá mã 27, giá 270 nha. Tiếp theo là mã số 28, là một con đề ba bự. Chiều dài lưỡi 18.5. Đề ba thường thường là tầm khoảng 15 hoặc 16 thôi. Con này nó 18.5 ha. Chiều bản rộng của nó là 5. Và dày của nó là 9 ly hơn ha. Gần 1 cm. Rồi, cán gỗ ha, cán chốt inox ha. Chốt inox. Rồi, con này giá 380.000 nha.
chữ của nó thì nó mặt sau này ha, chữ nó mặt sau. Thì mấy cái vùng này nó hơi nó có màu tối tối xíu ha. Đó, nó hơi rỗ xíu. Đó. Còn lại thì khá là ok. Nó mài bén này ha. Rồi. Mã số 28 308 nha. Mã số 29 là một con đề ba khá mới. Chiều dài lưỡi 15. Bản 5 và nó dài rộng dày là 7 ly ha. Giá của nó là 500 nghìn ha. Anh em nhìn là cái sớ của nó ở trên đây nó vẫn còn này. Đó, anh em nhìn ha. Cái vết xước của cái dao mới nó vẫn còn ha. Trên đây nó hơi có cái màu rỉ tí xíu của dao mới mà dao bãi mà anh em. Đó, nó còn y chang vậy ha, mặt sau nè. Cây này thì nhìn khá mới ha. Rồi giá của nó là 500 nghìn nha. Mã số 29. Rồi tiếp theo là mã số 30. Chiều dài lưỡi 15. Bản 5 và nó dày là 7,5 ly. Con này em bán giá là 400 nghìn nha. Đó. Cán cung mình rất là chắc chắn ha. Mài bén này ha. Rồi mã số 30 400 nha. Tiếp theo là mã số 31. Là một con đề 3. Chiều dài lưỡi 16.7, dày bản 5 và nó dày là 9 ly hơn ha, gần 1 cm. Đó, dày gần 1 cm. Khâu inox ha, cán gỗ. Rồi. Rồi. Mã số 31 403 nha. Tiếp theo là mã số 32. Giá 250.000 là một con làn dao Seki ha. Chiều dài lưỡi 27 bản 5 và nó dày là 1,3 ly. Ở trên đây là có lưỡi cắt thịt nướng ha. Lưỡi răng cưa này. Rồi còn phần ở dưới đây là để thái ha. Đó, nó như vậy đây. Hình thức nó như thế này. Rồi. Rồi em đã vệ sinh mài bén này ha. Giá ba mã 32 giá 250 nha. Tiếp theo là mã số 33 là một con Sentu Gioto. Đó, đây là chữ ha. Cán gỗ, khâu đúc liền ha. Con này chắc cái bán cho anh em về chà lại ha. Chứ em thì con này em chưa chà và cũng chưa mài luôn. Đó, giá là giá em bán giá tay giống như bằng giá tại bãi rồi đó. Rồi, mã số 33 400k, chiều dài lưỡi 25.5, bản 4.2 và dày là 2 ly. Rồi. Rồi tiếp theo là một cây cuối cùng là một cây mát ha. Cây này em bán giá 420. Cây này thì khá là khủng luôn ha. Đây có chữ Make in Japan ha. Make in Japan. Chữ Nhật trên đây ha. Rồi bên đây có chữ mát này. Thép của mát rất là tốt ha. Ở trên đây có chữ làn da Seki ha. Khắc ở trên khắc laser ở trên cán gỗ này. Cây này thì tổng quan nhìn còn lại rất là mới ha. Nhìn rất là mới. Bản rất là bự luôn. Chiều dài của nó là 31. Chiều dài lưỡi 31.5. Bản 5.5 và nó dày là 3 ly ha. Dày 3 ly. Tất cả các phần còn lại cây dao này gần như rất là mới ha. Trên đây thì nó hơi rỗ đen, màu vào đen đen xíu. Nhưng mà cái phần này nè, nó bị đứt hai chỗ. Một là chỗ này ha. Vị trí chỗ này một chỉ là một cái. Rồi. Thì cây dao này em bán giá 420, nhưng mà thực ra cây dao này nếu mà còn mới thì nó cũng em nghĩ nó em thấy nó cũng mắc tiền lắm ha. Đó, cho nên á anh em nếu mà anh em mà không có nếu mà có suy nghĩ một cái em như em á thì em sẽ ra ngoài cái tiệm inox á chấm một vài thí dụ như hàn điểm là nó có ngoài đó nó có cái máy hàn điểm á mình chấm thêm khoảng hai cái ngay đây